Thiệt với chú nghe, tôi với anh Tư Cầu á thương nhau, mà má tôi không có chịu, nên tôi rủ ảnh á trốn ở Sài Gòn với tôi nè. À vậy tôi đoán không có sai mà. Trời ơi, chú ba biết hả chú ba? Ấy thì sờ sờ ra đó thôi, trời ơi sao mà không biết được chứ. Mèn ơi, lộ quá vậy sao chú? À nói em rồi, thế nào cũng lòi chành á, tài khôn tài khéo, rủ đi bây giờ. Giờ sao? Để thừa tôi hả? Thừa gì? Điều nói cho biết vậy mà. Nè 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 nè, anh đừng có thấy tôi thương mà làm tới nha. Chưa chắc đứa nào cần đứa nào nha. Chưa chắc thằng này cần con nào. Chết chết, vậy đi về quê đi. Để tôi sống chết mặt tôi đây nè. Thôi mà nào ơi, bớt giận. Lại dẫn nhau lên đây, cứ chanh chua hoài. Ai chanh chua nào? Anh mới là chanh chua. Anh cứ kiếm chuyện với tôi vậy. Thôi 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 thôi, trời ơi. Tôi xin can hai đàn, có chuyện gì để phân giải sao à. Chú ơi, chú làm ơn giữ kín chuyện này giùm tôi nghe chú. Cô hai cứ yên tâm đi, đó là chuyện riêng của có hai dạng tư mà. Tôi sang như làm cái gì chứ. Dạ, cảm ơn chú nghe. Tư, anh nhịn gì vậy? Buồn buồn ngó ban cái lòng tông chơi vậy mà. Trời ơi là trời, chuyện quýnh bên đích như vậy mà lòng tông lòng bóng gì nữa. Chứ giờ em kêu tôi lo gì vậy? Anh lo sao thì anh tự lo đi, tôi không thèm lo nữa đâu. Trời ơi, phải chi hồi đó không lo sớm sớm. Thôi tôi nhờ. Trời, này anh Tư, tôi nói anh biết nha, tôi không phải cá ăn tôm mà sợ sình sợ ế sợ thúi nha. Tại tôi thương anh á, tôi mới rủ anh trốn theo tôi như vậy nè. Thiệt tình tức dễ sợ. Tuổi tôi với anh không hợp, xa nhau thì nhớ, lại gần á cắn đắng nhau hoài à. Thôi thôi mệt quá, mừng rủ nguyên ngày không mệt, nói chuyện với đàn bà 5 phút là mệt. Trời, trời. Tôi đi ngủ đây, tao tới kêu tôi dậy. Trời, ngủ thiệt à. Anh Tư à, anh Tư. Giờ sống sao đây, lên Sài Gòn mà như vậy, ngủ hoài. Nè cô hai à, tôi có chuyện muốn hỏi cô hai, không biết cô có ưng nghe không á. Thì chú cứ nói đi. Đây, tôi còn trẻ mà, kêu tôi bằng anh đi. Có được không? Ây à, tôi nói câu này cô đừng có giận nha. Nhưng mà tôi suy xét thấy tình cảnh của hai người, tôi thấy ái ngại cho em lắm. Đó là việc riêng của tôi mà. Tôi nói câu này chấm em cũng như biết. Hoàn cảnh của em cũng kẹt lắm chứ không phải chơi đâu. Đi xa nhà như vậy không cẩn thận là sẽ dẫn thân vào chỗ bậy bạ đó. Bậy bạ gì đâu. Gì đâu bậy bạ. Ê nè, đừng có hù tôi nha. Tôi không có hù em đâu, tôi nói thiệt á. Nè thấy em, tôi cũng có một chút cảm tình. Một phần là vì em hợp nhãn tôi, rồi một phần vì tình cảnh ngang trái của hai người. Tôi thấy thương em thiệt á, cho nên tôi muốn bảo bọc che chở cho em. Không cần đâu, không cần đâu. Tôi có anh Tư rồi mà. Anh Tư. Nhưng mà tôi thấy anh Tư là một người thật thà hiền hậu. Lên Sài Gòn anh sẽ khổ lắm đó. Rồi còn em thì chẳng sung sướng gì cả. Nhưng tôi với anh Tư thương nhau mà. Trời ơi, ai mà không biết hai người thương nhau chứ. Nhưng mà thương nhau cái điều đó đâu phải là chết trời với nhau đâu. Đâu phải thương nhau là ôm sà néo suốt đời mà sống được đâu chứ. Tại bị tôi rủ ảnh lên Sài Gòn trốn tôi mà. Để cho anh về quê đi. Hả? Nè nghe tôi nói nè, bây giờ mình cho anh Tư một chút tiền để anh về quê. Sau đó thì hai đứa mình tách ra đi riêng á. Hả? Ghiền chú hả? Không được đâu, không được đâu. Được mà. Không. Được. Tôi rủ anh Tư trốn lên. Được mà. Trời ơi, sao mà săn sóc cho em được chứ. Nhưng mà tôi có thể lo cho em mà. Tôi nói thiệt á, nếu mà tôi nói láo thì cho ông bổn đánh tôi chết đi. Trời ơi, anh làm gì thề bán mạng dữ vậy?
thì tôi sợ em không có tin tôi mà. Hay là bây giờ tôi tránh mặt một chút xíu, cho em một chút thời gian suy nghĩ. Tôi có thể lo cho em mà. Tôi chờ em ở đây á. Anh Tư, dậy đi. Tao chạy. Tao chạy á em. Chưa. Ủa mà chú ba đâu rồi? Uống cà phê rồi. Anh Tư. Vậy. Cầm tiền này ha. Xuống bến đò rồi mua vịt quay hai đứa mình ăn nha. Vịt quay? Đi anh. Sang đi cái gì? Anh Tư. Vậy. Anh Tư à? Em nói nghe này nữa nè. Gì vậy? Cầm thêm tiền nè anh. Trời ơi, có vịt quay đưa chi nhiều vậy? Để không có em á, giữ cái lấy mà xài. Hôm nay nói chuyện phiền quá. Đi. Anh Tư, đi mua vịt quay á, giữ gìn sức khỏe nha anh. Trời, mua vịt quay giữ gìn sức khỏe. Thôi mệt quá, để tôi đi. Tao chạy bây giờ. Anh Tư à. Anh Tư. Thật ra tôi biết tại sao anh muốn đặt tên con là Kỳ. Đó là một bí mật của đời ảnh. Ba tôi thì ổng kể hết quá khứ của đời anh Tư cho tôi nghe trước khi mận đám cho hai đứa. Và tôi chấp nhận. Tôi biết hết á, mà không bao giờ tôi cằn nhằn hết. Tôi tính sanh xong con thì tôi sẽ nói cho anh biết là toàn bộ quá khứ của anh tôi rành rọt lắm. Nhưng mà thôi, quá khứ tôi đâu ghen tức làm gì. Anh thua là hiện tại nè, ăn ở với nhau cho phải đạo. Ba tôi nói anh Tư coi cọc cằn vậy chứ mà lận đận trong tình duyên lắm. Mà ạch đũa nhất á, là với bà Phấn á. Trời đất ơi, ba dụ người ta lên cái bến tàu, bỏ rơi người ta, rồi ba lên Sài Gòn, ba lấy chú ba làm chồng. Ba bốn năm sau tưởng chuyện xong rồi, ba vòng lại về quê, cô gặp lại anh Tư. Mà lúc đó, anh Tư anh có vợ rồi. Vợ không phải là tôi, vợ là bà trước kìa. Tên là Thơm, còn tôi bà sau là Thắm. Trời ơi, cha này kinh khủng lắm. Cái gì vậy? Nói xấu ba mày, mày quậy phải không? Ba con là nhẹ dạ lắm đó nghe. Bà Phấn bây về năn nỉ ỉ ôi, mới đầu anh Tư tôi hùng hổ, cứng rắn ghê lắm vậy đó. Mà ba rỉ rả riết á, thì anh Tư anh cũng bằng lòng gặp Phấn ngoài mé sông. Anh Tư. Tư cầu. Gì nói đi. Nè, sao mấy hôm trước á tôi hẹn không ra mà hôm nay chịu ra đây gặp tôi vậy? Thì tôi muốn muốn chửi tôi phải không? Muốn mắng chuyện tôi về chuyện năm xưa chứ gì? Có cái mặt anh kìa. Nè, còn giận còn tức hả? Là còn thương tôi đó. Làm như lên Sài Gòn học thêm nghề có bói hay sao á, về đây đó nói lòng nó dạ người ta. Có gì nói lẹ đi. Tôi còn... Âm vợ phải không? Ê, nói gì nói nha, không đụng tới vợ tôi á. Nó hiền lắm á. Chứ, làm gì dữ vậy? Vợ anh ha mà có ra đây ha. Thì tôi... Trời ơi. Tôi cũng ôm anh chặt cứng vậy nè. Làm gì vậy? Không. Buông ra. Không buông. Không buông. Nè, hay là chơi tôi gán con rồi phải không? Không có chê. Mà ngán lắm rồi. Giờ hai đứa lớn rồi, đâu còn như xưa đâu. Gặp nhau bập chợp. Anh Tư nè, em muốn hỏi anh câu này nha. Anh có còn thương em không vậy? Hả? Anh còn thương em phải không?
Giờ thì có thì sao? Có thì em mừng chứ sao. Nhưng mà em còn hỏi một câu nữa nè. Hỏi hỏi hoài bà nội. Anh phải suy nghĩ cho kỹ đó. Anh có còn muốn chung sống với em không? Bộ em điên hả? Em không có điên. Tại vì có một sự thật anh không hề biết. Sự thật gì nữa? Đứa con em mang nặng đẻ đau chính là giọt máu của anh đó. Cho nên hôm nay em về đây em muốn hỏi anh. Tại vì em biết anh còn thương em. Anh Tư à, anh còn thương em không anh Tư? Anh Tư, em biết anh còn thương em mà, đúng không anh Tư? Phấn à, em đặt tên con là gì vậy? Kỳ. Con của chúng ta tên Kỳ đó anh. Kỳ. Mình làm lại một gia đình mới nha anh. Anh Tư. Phấn à, lúc trước á, mình còn nhỏ, mình mới làm chuyện bậy bạ như vậy. Xém chút là cuộc đời hai đứa không biết tới đâu nữa. Không phải điên khùng gì mà anh không muốn ở chung với hai mẹ con em. Nhưng mà làm vậy á, chú ba chờ anh khổ, vợ anh dưới này khổ. Rồi em nhìn anh đi Phấn, anh nghèo lắm. Anh đâu có chắc là con mình ở với anh nó có được sung sướng hay không. Thôi anh, anh nói vậy coi như xong. Sáng mai em lên Trà Ổn đón xe về Sài Gòn. Nhưng mà hôm nay em biết em vui lắm. Vì em biết anh lúc nào cũng còn yêu em. Anh Tư, em biết anh còn yêu em không anh Tư? Em vui lắm anh Tư ạ. Anh còn yêu em không anh Tư? Anh vui quá anh Tư ơi. Con kia. Mày có gì hết em ơi? Mày đang dụ dỗ chồng tao cái gì đó? Có dụ gì hết mà. Ông buông ra nha. Thôi tôi... Không có chạm rạng trước mặt tôi. Thôi tôi... Ngày hôm nay tôi phải xử cái con này nè. Tôi xử nó xong rồi tôi xử tới thiệt anh. Tôi xử tới thiệt anh. Cái tương chút xíu mà xử ai? Bỏ xuống. Anh còn bên bà nội anh nữa hả? Mày ngon quá hả? Đồ cái thứ con gái mới 15, 16 tuổi bỏ trai trốn dự trai trốn nhà đi rồi. Hả? Hôm đó đâu có ai dự ai đâu. Tự nguyện mà. Trước mặt tôi còn Minh nữa hả? Thôi. Đồ cái thứ đàn bà con gái gì mà ban ngày ban mặt hẹn chồng ta ra chỗ dáng vẻ chi vậy? Đồ cái thứ thương. Đồ quần thiên hạ bảo biết bắt cỡ. Thôi mà. Anh Tư, vợ anh hiền quá ha. Hiền có sao không hiền? Chị Thơm à, kêu tên cho đúng à. Chị Tư. Vợ anh Tư thì phải là chị Tư chứ. Thôi được rồi. Chị Tư. Chị Tư Cầu à. Em biết mà. Là đàn bà với nhau em hiểu. Chị đang ghen phải không? Mà chị ơi, chị có biết là anh Tư Cầu anh rất là tốt. Anh thương chị lắm. Mà tốt với chị nữa. Chị lo quá thì đem ảnh về nhà, khóa tủ lại cho an tâm. Thôi em. Tao tưởng là từ cái lúc mày làm khổ anh Tư này nè, mày phải đồn thổ trốn mất đi mới phải chứ. Còn dám lại đây lên mặt dạy đời nữa hả? Không phải mày hẹn chồng tao ra đây rồi mày ăn, rồi mày giọng. Thôi nha, làm tôi đồ ăn vậy. Ăn ăn giọng giọng. Mày em cũng kỳ nữa. Người ta nhỏ nhẹ cứ ào ào à ào. Tôi ào ào hồi nào? Bộ anh tưởng cái con này lọt chồng té nổ sao không thấy? Rõ ràng nè. Tôi thấy trước mặt rõ ràng nè. Ôm nhau sành eo mà. Còn ôm nhau nữa hả? Bỏ ra không? Cái con này nè, già hàm lẻo mép đã đành rồi.
Con đánh á, bộ bị nó cho ăn mồ hôi tiết lố hay sao mà nói cho đuôi nó vậy hả? Thôi mà. Thôi vậy anh Tư à, thôi đi, chỉ đang ghen mà. Tôi với anh mình nghe thẳng thì sợ gì phải không anh Tư? Đúng rồi nè, bỏ ra. Thôi bà về chổng giùm tôi một cái đi. Nó cản mà phải không? Tính cản mà phải không? Cản mà. Nó khó khỏi tay tôi đó nha. Tôi đố nó nha. Đúng rồi. Đố nó. Nhảy mẹ xuống sông nha bà vừa không? Anh Tư à, anh Tư à. Đi đâu vậy? Bây giờ tôi hỏi nè, trả lời một câu đó nha. Tôi nè, hôm nào là vợ anh hay là con Phấn? Phấn. Còn Phấn nữa hả? Ê, Phấn. Ê, là thơm là vợ anh. Thơm thơm phấn phấn hồi thú quá. Tôi biết mà, lúc nào cũng nghĩ tới nó mà. Quên cái vụ nó cho ăn thịt heo quay rồi nó bỏ mặt vào tính tao rồi sao? Quên rồi hả? Không nói đâu phải heo quay đâu, vịt quay mà. Nhớ lắm mà. Phải không, nhớ lắm mà. Thôi chị Tư à, mai tôi về Sài Gòn với chồng con tôi rồi. Tôi không có ở đây mà phiền rộn anh chị gì đâu. Nhưng mà nè, tôi nói chị biết nha, nãy giờ tôi nhịn á, là tôi nhịn anh Tư Cầu đó. Chứ tôi nói thiệt với chị ha, cỡ ba đầu sáu tay á, tôi cũng bẻ loại cổ á. Đừng có nói chi là chị. Bẻ gì ngon ở đây? Ngon ở đây nè. Đem anh Tư Cầu á ra giếng nước mà tắm xem có sức mẻ hao mòn gì không. Ngon quá ha, mày ngon quá ha, mày ngon, mày vô đây, mày vô đây, ngon mày vô đây nè, vô đây. Thôi tao đi rồi, nhảy đông đổng như ngựa bà trời ấy. Vợ ông bên yêu mình cái con đó. Thôi nín đi. Mà sao hôm nay kiếm tôi có chuyện gì? Tính ra đi tôi với anh về chỗ về quê thăm má. Má bệnh rồi. Má bệnh hả? Ê, mà không có được đâu nghe. Lóng rầy bệnh đánh nhau dữ lắm á. Em mà về đó là không có được đâu. Nhưng mà má yếu lắm rồi anh à. Tôi đi tôi về liền à. Đây gì sướng gì đâu. Thôi buổi giặt giả rồi đi không biết có về được không nữa. Nói bậy mà bạ không à. Anh lo gì? Làm như là lo cho người ta lắm vậy á. Không có vợ này cưới vợ khác liền tay à. Đắt mèo lắm mà. Trời ơi, vợ này mèo mỡ gì nữa. Chứ không phải hả? À? Mà tôi nói thiệt đó nha, mèo nào mèo anh, mèo nào mèo này thấy nó cũng đẹp hết á. Sang nữa, tôi nhìn tôi còn mê mà. Nói tôi nè, không biết ba má đã ăn gì đẻ đẹp gắt rồi. Rồi cái lấy anh măng hoài không đẻ được đứa con nào. Anh chê tôi là phải rồi. Có người nhại, có người không nhại mà em mà. Gì đây? Cầm đi. Mà đưa nhẫn cho tôi làm chi? Cầm đi mà. Tôi nói thiệt nha, thời buổi bây giờ giặc giả hay chiến tranh gì mà sống đó rồi chết đó. Tôi có bệ gì? Tôi có bệ gì thì anh cũng phải lấy vợ khác. Cầm nó đi, có vợ rồi có cái mà lo đưa cho người ta. Trời ơi, nói tầm bậy không à. Mà thôi đi về, ngồi đây lạnh bệnh bây giờ.
về trước đi rồi tôi về. Thôi mà em. Rồi thôi tôi về trước. Tôi mần dịch nấu cháo cho mà ăn. Có ai ngờ lần gặp mặt đó lại là lần gặp mặt cuối cùng. Chiến tranh đã cướp mất đi cô ấy. Thơm đã trao lại cho tôi chiếc nhẫn cuối. Đó là kỷ vật cuối cùng. Thì ra cô đã chuẩn bị tất cả cho ngày ra đi của mình. Chiến tranh. Có lẽ cho đến lúc chết tôi cũng không thể nào hiểu được hai chữ chiến tranh. Chiến tranh cướp mất cô Thơm. Chiến tranh làm cái làng quê tôi sơ sát. Và chiến tranh làm anh Tư thất hứa với tôi. Anh đã không về kịp lúc tôi sanh con. Cái cơn đau đẻ thực sự không khủng khiếp bằng sự đợi chờ. Nhưng mà tôi cũng giữ đúng lời hứa. Tôi sanh cho anh một thằng con trai. Đợi cho cơn đau dịu, tôi viết cho anh một lá thơ. Câu mở đầu tôi gọi anh là Mình ơi. Em sanh con trai mình. Em sanh ngày mùng 8 tháng 10. Em đợi hoài đợi quỷ mà em không thấy mình đâu hết. Nghe lời mình dặn, em đặt tên con là Kỳ. Nó chút xíu à, nó đen thùi à, mà ba má ai cũng nói nó giống mình hết. Mình nhận được thư này, mình lội về liền nghe mình. Lá thư được gửi đi, nhưng không có người nhận. Nó được trả về lại với tôi cùng một ít đồ cá nhân của anh Tư. Anh không bao giờ có dịp được nhìn mặt con một lần nữa. Chiến tranh. Có lẽ cho đến chết tôi cũng không thể nào hiểu nổi. Nữ ca sĩ Y Phụng. Giọng ca vàng năm 2009 Lê Anh Quân. Jonathan. Và nữ ca sĩ Diễm Liên. Thế giới này, ngộ vừa hô biến là mất cái chân ở trời.
tiếng nhạc nổi lên, ngộ hốt biến mất, nhạc biến luôn, mặc dầu ở trong có thằng ngồi nó băm cai. Nhạc xin được giới thiệu với quý vị, tên của ngộ là chú Thòn. Chú Thòn là tiếng nói của ngộ, còn tiếng nói của quý vị thường gọi là chú Thầm. Thầm hay là Thòn gì vẫn là một nhà ảo thuật gia đại tài. Ngộ xin biểu diễn tiết mục đầu tiên để trình bày với quý vị khán giả. Ngộ xin mời một khán giả lạ không quen biết với ngộ lên đây, ngộ biểu diễn một chương trình mới, một chương trình này à luôn rồi. Chào cậu, cậu không biết ngộ phải không? Chúng ta đều không biết nhau, luôn vậy không cậu? Dạ thưa quý vị khán giả. Đấy. Em không có biết chú sao? Trời ơi, trời ơi, nó không biết mà nó kêu tôi chú sao, trời ơi. Sao mày kêu rõ ràng tên của tao vậy trời? Chú sao dặn con nói vậy mà? Tớ dặn mày sao? Tớ dặn mày lên là mày nói con không quen biết với chú. Mày thêm chữ sâu ở trong chi vậy? Lý vô. Con đi dưới nha. Xuống dưới làm cái gì? Lý vô. Vô trong. Cởi cái quần ra. Lễ lo chút nữa tôi lội. Mới xuất hiện cái mục đầu tiên là lội quần rồi vậy là. Không tưởng tượng nữa cả. Quý vị biết không? Đây chỉ là một cái trò đùa nhỏ nhỏ thôi để giúp vui cho quý vị. Con ngỗ có tài lắm. Bây giờ ngỗ sẽ biểu diễn một tiết mục quan đổi vị trí từ bên này qua bên này trong nháy mắt. Diễn viên cùng với ngỗ giới thiệu diễn viên Cù Bẹo. Nó béo nhiều quá mà sao không biết nó lựa cái tên này à? Cô Béo nè, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau biểu diễn để phục vụ tất cả quý vị khán giả kinh minh của chúng ta. Cô Béo sẽ bước vào trong tủ này, rồi sẽ biến mất Cô Béo nha. Quý vị hãy xem đây. Đây, quý vị nhìn. Cái tủ trống không. Một cái tủ không có ai trong đó hết. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Ngộ sẽ lông cái tủ này lại. Lông lại xong rồi. Ngộ qua bên đây. Cô Béo mở ra. Cô Béo bước vào trong tủ cho ngộ coi là. Cô Béo bước vào. Ngộ sẽ lắp cái tủ này lại và cô bé sẽ xuất hiện bên kia. Quý vị hãy xem đây, lắp cái lại cô bé. Một tràng pháo tay của quý vị. Quá xuất sắc luôn. Được thể làm tới bước vào cô bé, bước vào trong cô bé, bước vô lắp cái tủ lại, bước vào cô bé. Một tràng pháo tay của quý vị. Quý vị thấy chưa? Ngộ không nói sai, ngộ không nói dâm, ngộ biểu diễn là số 1, không có ai bắt chước được ngộ hết. Tiết mục này đã hết rồi. Chào đi con cô béo, chào đi. Dạ cảm ơn. Cảm ơn. Trời ơi sao ông lội trung gia chi vậy ông lội? Trời ơi, đâu biết gì đâu, con ra con dọn đồ vô nghe. Biết cái gì? Rồi. Tôi biết cái gì? Tôi biểu là khi nào tập vật thì cậu bước ra. Còn biểu diễn thật cậu biết cái đây. Cậu giết tôi chết luôn chứ làm cái gì? Lý vô hết. Hai thằng lý vô trong. Cởi hai cái quần để đó. Hai tiết mục một đội ba cái quần. Bực mình ghê vậy đó. Chỉ là một trò đùa nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ ngộ sẽ tiếp tục biểu diễn tiết mục thứ ba để phục vụ quý vị. Ngộ có cái tài biết con chó thành con mèo, biết con mèo thành con gà, con gà thành con vịt, đàn ông thành đàn bà. Quý vị sẽ thấy. Đầu tiên xin mời diễn viên diễn dung hoàng tử Hàn Quốc. 이때는 내게 말을 했죠. 사랑은 행복한 거라고. 그대가 가르친 사랑에 Hàn Quốc hoàng tử không biết tiếng Việt Nam. Ngộ có một cái may phước là ngộ đã đi khắp nơi trên thế giới này nên ngộ biết đủ mọi thứ tiếng. Xin phép quý vị, ngộ sẽ dùng tiếng Hàn nói chuyện với người Hàn Quốc. Ngộ sẽ hỏi anh làm nghề gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi. Xin phép quý vị. Upa. Korea, 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 Upa. Mày lên đi. Mày lên đi, trời ơi. Thằng Linh nó không có dạy mày nói tiếng Hàn Quốc à. Tao đã biểu nói lời nó dạy mày. Bước ra mày nói lại đi. Không sao đâu chứ. Hổ xài ra chung mà xài khác cũng được rồi. Anh đâu có dạy con gì đâu. Tối ngày cứ rủ con ăn nhậu không à. Chết rồi. Tối ngày cứ nhậu nhẹ không thì làm sao mà làm việc được chứ. Tại sao mà mày nhậu với nó. Mày coi là nó nhậu tuốt ở đằng xa. Đằng này nghe mùi vũ nực nồng luôn vậy đó hả. Ai nói chú Sáu là của anh. Chú vũ của ai. Của con đó. Chú vũ mày luôn hả.
Trời ơi, tại sao mày không học cái hay cái đẹp, mày bắt chước cái xấu cái hư vậy con? Hả? Con xin lỗi chú Sáu. Thôi bây giờ không có lỗi phải nữa. Giờ biểu diễn là mày nín đi, đừng nói tiếng nào hết, ngậm cái họng lại làm phong cảnh thôi, thấy không? Lưng yên lấy giùm con đi. Khổ quá. Xin lỗi. Bây giờ ngồi giới thiệu công chúa Nhật Bản. Thấy chưa? Thằng Linh nó yêu con nhỏ này, nó dạy con nhỏ này từ chút tới cái ly cũng phải giống Nhật Bản nữa. Từ đó nó tới đây, năm sau nó mới tới đó. Chú Sáu sai lầm rồi. Sai sao? Con nói chú Sáu nghe nha. Hôm qua hả? Con với anh Linh, hai anh em ngồi nhậu với nhau. Ảnh xỉn quá, quơ tay một cái, làm rớt bể cái chai rượu. Tình cờ con bé này đi tới, nó đạp phải, bây giờ đi vậy đó chứ. Trời ơi, mày đừng có ngang ghét mày nói bậy đó bạn. Nó yêu nó nhỏ này, nó mới dạy vậy đó. Nó dạy là hai cái đầu gối phải quanh qua quanh lại, rồi cái nó mới bầm hai cái lầu gói, hiểu chưa? Không có biết gì hết. Thông tin của sao kiểm tra thử xem. Kiểm tra. Hai chọn, anh chọn, rất là anh chọn. Anh chọn. Quý vị sẽ xem tiết mục này của Ngộ nha. Ngộ sẽ cho hoàng tử Hàn Quốc bước vào trong cái tủ này, và công chúa Nhật Bản sẽ bước vào trong cái tủ này. Trong nháy mắt, 1, 2, 3, Ngộ sẽ quán đổi vị trí hai bên. Quý vị xem tiết mục của Ngộ nha. Bây giờ, để Ngộ nói chuyện với cái công chúa Nhật Bản này một cái. Để thấy giới thiệu chưa? Hồi nãy là bể dĩa rồi, bây giờ dùng tiếng Việt cho nó chắc ăn. Công chúa Nhật Bản, công chúa Nhật Bản năm nay bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Ở đâu? Hansamita Asaki. Con dám nói tiếng Nhật chi vậy? Đã lỡ nói rồi thì nói tiếng Việt luôn đi. Trời ơi, khổ quá. Thôi bước vô trong biểu diễn cái cho rồi phong cảnh hết đi, đừng nói tiếng nào hết. Bước vào trong, hay cửa tủ mở ra, hay lứa bước vào trong. Bước vào trong, hai cửa tự động đóng lại. Hai cửa tự động đóng lại. Chết mẹ nữa rồi. Hai cửa Tử Long, đóng vô giùm con, cha mẹ ơi. Đóng vô. Quý vị hãy xem, Ngô sẽ quán đổi vị trí của hoàng tử Hàn Quốc và công chúa Nhật Bản trong nháy mắt. Quý vị hãy xem, Ngộ sẽ mở cửa tủ này ra. Lúc nãy quý vị đã nhìn thấy rõ ràng, trong tủ này là hoàng tử Hàn Quốc. Bây giờ là ai? Quý vị hãy nhìn xem, công chúa Nhật Bản. Một tràng pháo tay của quý vị. Hay quá, mừng quá. Bây giờ bên đây là ai? Chúng ta cũng đã biết rồi, nhưng chúng ta phải chứng kiến tận mắt mới hay được. Bây giờ cô béo, lấy cái tủ ra ngoài này đi con. Dậy ra ngoài này, lấy cho mọi người tất cả đều nhìn thấy hoàng tử Hàn Quốc đã trong cái tủ này. Dừng lại đây đi con. Chuẩn bị mở cửa, hoàng tử Hàn Quốc. Cảm ơn. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị thấy chưa? Ngộ nói là không có hoa, Ngộ nói là không có dốc. Bên đây là Nhật Bản, bên đây là quỷ sứ. Tại sao mày nói vậy? Trời ơi, tại sao mày ở đâu trong cái tủ này vậy con? Ở đâu vậy? Con đang ngủ mà. Ngủ cái bị đi vào trong cái tủ, tao biểu diễn mày ra đi làm cái gì đây? Con đi kiếm chỗ ngủ, con thấy cái tủ nó tối quá, con chui con ngủ. Trời ơi trời, rồi cái thằng Tửng đâu? Thằng Tửng biểu diễn đâu? Con đâu biết, hồi nãy con thấy đứa nào nó vô nó giành chỗ ngủ con đạp nó văng vô trong kia rồi. Mày hại tao không? Mày khóc cái gì? Mày khóc cái gì? Dù sao ơi, tự nhiên con định vô trong này, anh đạp con cái con văng vô trong cánh gà luôn à. Cái thầy mày bị lớn nó làm mày văng được hả? Con mày đâu có ngờ, con đâu có ngờ là nó trong đó đâu. Mày phải chuẩn bị chứ, trong cái lần xiết này có thằng Linh là phải chuẩn bị chứ. Mày biết không, mà may mắn là bữa nay là tổng duyệt chương trình, chứ nếu biểu diễn thật cho khán giả là tao chết rồi, mày thấy chưa? Khổ quá đi. Thôi đừng có gây gỗ nữa, đi vô trong đi. Vậy làm mất miếng ăn người ta. Miếng ăn gì? Muốn ăn thì cho mày ăn dép vậy đó. Đi vô cái lồng cái này. Đi vô trong. Cởi cái quần ra để đó. Bung cái quần trong nháy mắt.
bực mình. Cười cái gì? Không có làm tròn nhiệm vụ cứ cười 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 không vậy đó hả? Lý do xong để tôi nói chuyện với thằng Linh coi. Lý do xong. Nhạc. Nhạc gì? Trời ơi. Mày Lý vô đây tới sáng mày mới tới hả? Cái chỗ này gần sạch mày không quay vô mày Lý cho rồi Lý. Quay lại. Bực mình à. Khởi cởi quần. Không có ai dám lội đâu. Nên sư phụ chửi cổ hoài à. Chửi cái gì? Chửi mày là chúng á. Con làm gì đâu chửi con. Mày quá không à. Mày dạy mấy lý nhỏ trong đoàn. Tao dạy cho mày. Biểu mày truyền nghề cho mấy lý nhỏ. Mày quá hoài không dạy đứa nào hết. Mày làm ăn vậy coi được không? Tôi hay nhậu không? Mày là hàng không giúp ích gì được cho thầy hết. Mày là... Trời ơi tôi chửi mày nó cười kìa trời ơi. Ôi máu với cái thằng này. Tại sao mày nhậu hoài vậy Linh? Tại sao? Tại con ghiền. Ghiền, ghiền, ghiền. Hỏi tới mày là mày nói ghiền, ghiền, ghiền. Mày ghiền mà mày bỏ không được làm sao mày lớn lên được con? Hả? Mày phải có dứt khoát chứ. Mày phải có ý chí chứ. Để mày học cái nghề chứ. Con người ta có được cái nghề trong tay là quý quá vô cùng. Mày không chịu học để không có cái nghề. Nhậu nhậu làm cái gì? Nhậu ích lợi gì chứ? Hả? Cười cười hoài. Tao giả chạc mày bây giờ đó. Mày nhậu hoài là sao? Hả? Con nói rồi, tại vì con ghiền con mới uống rồi. Ghiền, người ta là kiếm miếng ăn là không có. Mày ăn vô bao nhiêu, mày uống mày ói ra hết bao nhiêu mà. Phí không? Mày thiệt mệt mày quá. Uống rượu có cái gì sung sướng không? Uống rượu có cái gì hay không? Uống rượu vô làm nghệ thuật nó mới hưng phấn. Trời ơi, uống rượu vô nghệ thuật mới hưng phấn hả con? Uống rượu vô mới là có tài năng hả con? Hay quá, bữa nay tao học sở ngược lại mày á Linh à. Bữa nay thầy bắt chước con nha. À thôi lượt rồi, ta không nhờ cậy mày nữa. Nói chuyện với mày tao mệt lắm. Mày là lễ tử ruột mà còn thua thằng lễ tử kia nữa. Tao gọi thằng lễ tử của tao nữa. Nói chuyện với nó, nhờ nó giúp đỡ. Alo. Ừ. Viết hả? Đâu viết cơ bì phiêu hả? Hay lên nè. Hay thòn. À thầy dạy con cái chiêu chung vô dẫn Lý Trường Thành đó. À không có dạy chung gia. Bây giờ con còn kẹt ở trọng hả? À con chung gia rồi hả? May mắn quá. Bây giờ con lang ở lâu vậy đời biết? À con là bị gắt à? Con cờ bạc hả? À con biểu diễn. Tốt quá. Con cần người không? Thầy giới thiệu cho hai em cu béo. Ôi thôi thôi không lượt. Nó cho con lỗi quần luôn giống thầy. Con về đi. Con về đây giúp đỡ cho thầy một tay trong cái lòng siết của mình. Lúc này yếu quá con. Con về. Bao nhiêu tiền thầy cũng có thể trả cho con được anh David ạ? Bao nhiêu hả? 5 triệu. 5 triệu đô hả? Mày chết cho rồi đi. Mày ở trong giảm đi Trường Thành. Mày chết cho trong đi. Mày lại 5 triệu đô tiền ở lâu tao trả cho mày chơi. Ê, 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 tao gửi Mỹ đó. Mày cầm lâu tao tốn tiền. Tiền của thầy không phải tiền con đâu. Trời ơi trời, mày ăn nói gì hả Ly? Mày nói chuyện cho con dàn xếp cho. À mày dàn xếp giùm thầy hả? Alo. Trời mừng quá. Vít đó. Anh à, khỏe không mày? Hả? À, vẫn đi đoàn xếp bình thường. Yeah yeah yeah. Oh yeah, no yeah. Ok. 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 Mừng quá. Yeah, yeah, yeah. Ok. Ok, ok. Tức quá. Lần đầu tiên thấy con giỏi quá. Nó nói gì với con vậy? Nó chửi con quá trời luôn. Trời ơi, nó chửi mà mày cười hả? Nó tính con từ xưa giờ ai chửi con không cười à? Tôi quên cái thằng này nó ngược lời mà. Trời đất ơi, tôi nhờ nó về mà mày làm gì cũng bị gì. Mày thật là khổ với mày. Nó nói con á, ngu sao mà đi đồng xiếc của thầy hoài. Tại sao vậy? À, ngu quá, đi hàng gì còn xương không? Bao nhiêu ổng dành ăn hết rồi, ổng mập mà mày ốm. Trời ơi, sao? Bây giờ mày lỗ thừa cho thầy nữa hả? Mày có chịu ăn đâu, ăn nhiều nhiều ôi nhiều, ăn vô nhiều ôi nhiều, sao mày mập lên được? Uống rượu có cái gì hay không? Mà mày có uống hoài, hưng phấn hả? Nói rồi uống rượu tài nghệ hả? Hưng phấn mà làm nghệ thuật được. Rồi tao học mày vấn lề này con, cho thầy uống với. Thầy uống không? Cho thầy có hưng phấn. Rượu ngon phải có thầy hiền, phải không? Để thầy uống một miếng coi con hưng phấn cỡ nào chưa? Trời ơi hưng phấn quá. Phải chưa? À, thầy quốc vô hai ngụm ra là thầy tê người liền. Hưng phấn lắm rồi đó, đó. Thầy hưng chí lắm rồi. Dạ, dạ. Thầy sẽ biểu diễn tiết mục mới với con nha. Biểu diễn luôn thầy. Rồi rồi lượt rồi đó, không? Thầy uống rượu là cái gì con cũng diễn với lúc, thầy lúc, đó. Lúc cô béo. Chuẩn bị lò nghề biểu diễn con ơi. Thầy uống một miếng nữa cho hưng phấn nha. Dạ.
Uống vô nó sần sần đã lắm hả thầy? À, ai, chuẩn bị đi con. Chuẩn bị làm hoàng. Ủa coi bói hả thầy? Bói toan cái gì? Cái chỗ này nè, nó sẽ lễ lầy cái bột lễ sắc vô trong. Rồi con biết làm gì rồi. Thầy kêu con làm người mẫu phải không? Mày bước lên trên cái bột lính đi. Được, yên tâm kêu thợ hình đi. Ừ. Nó tới nó chụp cái gì chứ làm người mẫu là nghề của con mà. Trời ơi. Trời trời ơi trời. Thấy ghê không? Giống người như cái cây mùa đông không? Trời ơi trời. Nhục con hoài cái này. Nhục nhã gì? Mày không ai làm nhục mày cũng nhục rồi. Ừ. Dính hai cái tay nó hai bên đi. Cầm đây nha. Lấy mấy cây lao cho. Cái dao sang tao biểu, đây luôn rồi. Ủa làm gì thầy? Phong dao. Thì cột hai cái tay con vậy sao con phóng được? Đâu phải lị phóng lao. Trai phóng. Tao phóng. Chắc ai không phải. Hình xuôi. Cái này con đâu thấy thầy tập đâu, thầy chơi thầy phóng, kiểu này chết đó thầy à. Bữa nay lần đầu tiên thầy phóng. Hình xuôi thôi con ơi. Mọi việc trên đời đều do cái hình xuôi. Con đứng yên thầy phóng nha. Trời ơi. Không. Phong là phải có tâm điểm chứ. Đúng rồi, chứ không lẽ thầy phóng vô người con, kỳ chết hả thầy. Lưng rồi. Dạ. Ê, lấy chai tao lễ lầu đó con. Lấy chai tao lễ lầu đó. Chân sập cái bột của mày. Để trên lầu đó liền. Một phong một cây coi. Để có chai tao cũng lễ không được, cái thằng mập. Ê, lễ ngộ phong chai tao là nhờ. Uống rượu vô thì hưng phấn, phải có tiết mục biểu diễn mới đã tay nghề. Hôm nay mình nhậu rồi thì mình thèm tiết canh. Tiết canh ở lâu co không một cái bụp tiết canh nó chảy ra. Thôi thầy ơi, chưa sống mà thầy hù kiểu đó ai dám đứt. Ông phải hù, thầy nói rồi, hên xui. Thầy phóng trái táo đi thầy. Ê, trái táo này mà ô phong nha. Đưa lên trên thầy ơi. Ô phong lên trên, trái táo ở trên đầu. Thầy phóng cái đó nó không trúng trái táo, nó trúng trái chuối đó. Trái tao mà phong trung trái chui à. Trái chui ở đâu mà trái chui? Ai cái bắp chuối con đây nè. Mày khi dễ tài năng của ngộ quá. Nhưng cái màu đỏ đỏ này khó thay lắm con. Phong trái tao à. Đổi màu xanh đi. Đổi màu xanh. Ê phong trái tao. Ngộ phong mà mày cứ nói như vậy hoài. Một hồi nó lòi hai trái nhãn nè. Thôi thầy làm như thầy là thần tiên. Phong tao nó lòi hột tao. Tự nhiên phong tao nó lòi nhãn mới ghê. Lòi nhãn là hai con mắt của mày á. Đổi màu xanh đi con. Đúng rồi, để trái bưởi đi mày. Bưởi gì phải phong tao chưa? Con tao gì nhỏ xíu à. Không không không, không. Đã cho hỏng nó con. Không không không, chuyện này chết rồi nè. Nói nhiều quá. Chuẩn bị tinh thần. Phong dắt dao đầu tiên sẽ chung vào trái táo xanh. Mày lấy nhiều là văn hàm văn mày ra luôn đó con. Ô xe phong xe phong đầu tiên bố xe. Còn nghe tiếng la là nó còn sống rồi. Chưa chung chơi hai cái. Phải hai cái chứ. Cái này chật cái kia chung mày ơi. Mày im lặng đi. Thầy phóng mày vô đây mày cho mày. Ây cha ơi, phun chật không rồi. Không chung còn cây chót là. Không chung tao ít nhất cũng phải chung nó chứ. Tại sao mà cái lửa hai bên không vậy con? Không chung trái tao là phải chung ngày non nha con. Tao bỏ một cái bay bay cho. Tao phong thấp lắm đó con. Trời. Chút xíu nữa em chung mấy loài chuối luôn rồi. Hết rồi phong rồi. Thôi hết rồi phong không nghỉ chơi đi. Không ấy là lấy đũa đi. Phong dao làm gì? Khỏi có lửa ngộ có lồ chơi mà con yên tâm. Lúc nào thầy cũng chuẩn bị diễn hết. Thầy rất là hưng phấn, có lộ lông lao. Tao tốn lễ lại là hồ lông lao. Thầy, thầy đừng, đừng, đừng chơi đó, nguy hiểm thầy. Hưng phấn mà. Ôi, ai biểu thầy, uống rượu vô chi vậy? Uống rượu vô tài năng nó phát triển. Trời ơi. Ngô sẽ tâm mài một cái là lấy tầm điểm đi. Trời trời, này quất thẳng vô luôn hả? Chứ còn gì nữa con. Đừng thầy, nguy hiểm thầy. Tao làm cao như vậy. Trời mày không nhảy là mày chết mẹ mày rồi.
Cái này mà thầy biểu diễn này, cái này thầy muốn giết đệ tử thì có. Giết cái gì? Uống rượu vô hưng phấn phải có những tiết mục nguy hiểm biểu diễn cho bà con xem chứ. Thôi đi thầy ơi, nguy hiểm quá. Rồi mày sợ hả? Bây giờ bỏ cái phong dao, bỏ mày, đi mày chân vô tủ đi con. Đó, mấy cái vụ mà biến qua biến lại con giỏi lắm. Ừ. Đó, không tại có... vì con ốm ốm dễ biến hơn mấy thằng mập kia, nó chui ra chui vô người ta biết liền. Chân vô đi. Bây giờ không có biên đâu con, khỏi biên mặt công. Tiết mục khác con. Biến đi. Khỏi biên. Tiết mục khác mới. Để làm gì thầy? Cưa. Thầy sẽ cưa ra làm ba khúc. Lễ mỗi chỗ một khúc. Giáp lại một cái mở cửa mày bước ra. Ở cái đó cũng đỡ nguy hiểm mà cái phong dao. Rồi, lưng lên đi con. Dạ dạ. Thầy cầu khẩn chút nha. Đó thầy, cái này là con chịu thầy nhất nè. Thầy làm nghề là thầy phải có niềm tin về tổ nghiệp. Đó, khấn trước như vậy là tốt. Không phải khấn tổ nghiệp đâu. Chứ khấn cái gì? Khấn cái con nhỏ trong đoàn nó mới chết. À, cái chị mà trúng gió chết á hả? Nó đâu có trúng gió. Chứ chị bị gì thầy? Tao cưa nó chết. Chứ tao hỏi mày cưa ba khúc mày sống lỗi không con? Thôi vậy chứ... thôi khỏi đi. Mày nhát quá. Uống rượu vô là phải hưng phấn không biết sợ chứ. Thôi hưng phấn cái gì thầy ơi, đổi cái khác đi. Đổi cái khác hả? Thôi lượt rồi, lưng lên chờ. Cưa mà mua. Kiểu đó là mạng đâu cho thầy cưa hoài. Ngồi đi mua mấy lít về rồi tính. Thôi nhiều đó uống đủ rồi. Con thấy thầy cũng sần sần rồi, đừng có mua thêm mấy lít nữa. Uống sao lượt mà uống. Cái này không có uống lượt. Không rượu phải rượu uống lượt chứ. Không phải rượu. Chứ gì? Xăng. Chi thầy? Quả thiêu cái tủ này. Con vào đứng trong tủ, thầy sẽ bổ xăng vào, thầy đốt cháy phừng phừng lên, hạ lửa xuống cái tủ còn nguyên, con trở thành cái hũ. Không có đâu, cái hũ nhiêu đây con chui không có được đâu. Thầy thấy con nhỏ nhưng mà ít nhất phải cái lu. Khỏi có chui vào. Chứ tự sao? Động là nó vào đó thôi. Sao vào được? Cái cốt của mày. Vào đó đi con. Không. Tại sao thầy, không? Thầy hưng phấn mà. Không. Thầy biểu diễn sung sức mà. Sung sức cái gì? Con nói chuyện với thầy nha. Bình thường á, thầy không uống rượu vô á, thầy tỉnh táo, cái gì thầy làm cũng hay hết. Thầy uống miếng rượu vô xong à, thầy muốn giết đệ tử thầy là sao? Lớn tuổi rồi, thầy uống rượu vô đầu óc thầy nó sẽ bị cuồng loạn. Ừ. Uống rượu đâu có tốt gì đâu, uống rượu sẽ bị bệnh gan, thầy hiểu chưa? À. Thầy chưa bao giờ thầy đọc báo hả? Biết bao nhiêu người chết vì rượu rồi. À. Tại sao thầy uống rượu làm cái gì? Nói vậy là liên con biết hết hả con? Sao biết? Con biết mà con vẫn làm mà. Thầy... thầy không có say rượu đâu. Thầy chỉ muốn dùng những cái biểu diễn thế này để dạy cho con một bài học đó Linh à. Con lớn rồi, đâu phải trẻ lít đâu. Tại sao thầy muốn đem hết cái tâm huyết, cái tài nghệ của thầy, thầy dạy lại cho con? Con không chịu cố gắng học hành để có một cái nghề trong tay. Tối ngày con lo ăn nhậu. Nhậu con biết nó không có ích lợi gì, nó chỉ là một cái tệ hại cho bản thân mình. Mà con vẫn cứ uống, cứ uống, cứ uống. Và cứ hư, cứ hư, cứ hư. Thôi, thầy bó tay rồi. Hôm nay là lần cuối cùng thầy chỉ dạy cho con. Cho con biết cách ở lời. Rồi thôi, chia tay. Thầy chia tay mày. Mày ở lại. Mấy con trong đoàn chuẩn bị gắn xiếc dọn ly chỗ khác, không cho thằng Linh nó theo mình nữa. Ở lại ly con, thầy rất thương mày. Thầy, nhưng mà bó tay rồi con ơi. Thầy ơi, thầy đừng bỏ con thầy ơi. Thầy đừng bỏ con thầy. Không bao giờ, không bao giờ thầy bỏ con. Nhưng mà chính con đã bỏ thầy. Thầy, vĩnh biệt con, vĩnh biệt con. Thầy, thầy cho con theo thầy kiếm cơm đi thầy. Thầy, thầy. Cả đoàn xiếc đi hết,
chứ còn một mình cô ấy ở lại. Vậy là đủ hiểu rồi. Nhờ chút ghen nhan sắc mà mình còn giữ được cô ấy. Em, thầy đi rồi, chỉ còn mình em ở lại thôi đó. Anh biết mà, ốm ốm nhưng rất quyến rũ đúng không? Biết là em thương anh, nhưng hỏi một câu cho chắc ăn nha. Bây giờ, giữa tình yêu và nghề nghiệp, em chọn cái gì? Em chọn yêu. Em chọn yêu. Em yêu nghề. Thủy Mậu đâu rồi? Trời ơi, tao nói mày tao không thích cháu ngoại. Có cháu ngoại hào tốn lắm. Trời ơi, tao chỉ có một cái ngày vôi lại hai cái chân châu thôi. Tao không muốn sức mẻ. Mày nghe tao nói không? Thủy Mậu đâu? Mày ra tao biểu coi. Trời ơi. Thân này đòi cánh, cánh cánh chi ông trời. Sao tôi không đẹp để cưới, cưới người tôi về. Nói cái gì tao hả? Con tao. Cho nên người khổ là tao. Bụng cho một bụng ý à, tại mày lẳng lơ. Màu ơi mày muốn thằng nào nữa đây? Ngó xuống mà coi, ngó xuống mà coi ông trời, ngó xuống mà coi. Ngó xuống giùm con cái đi. Cha. Trời đất ơi. Cha. Ai vậy trời? Bữa nay sân nhà mình có nữ ma đầu vậy? Ma đầu đó bà, ma đầu con Thị Màu do gơ của cha. Trời ơi, mai gơ đây hả? Tao nói mày bao nhiêu lần rồi Màu. Ở nhà này cứ có mình tao với mày thôi. Sao mày cứ nhát tao hoài vậy? Nhát gì mà nhát. Cha nói cái mặt của con thấy ghê quá đi. Mày làm ơn á, mày che mặt mày lại giùm tao. Để coi cái kẻ xấu á, nó sầm xì, nó xỉa xói, rồi nó sân si, rồi nó sung sướng. Nhưng mà bây giờ tao đã đuổi hết kẻ ăn người ở trong nhà rồi. Thì mày cứ tự do sòng sọc, sấn xả xong tới đi. Cha! Mày làm gì vậy? Thì con xong tới cha. Tao nói thiệt với mày á, tao buồn quá. Tao đẹp trai gì mà đẻ ra đứa con gái xấu quá. Mày dòm coi, con mắt của mày á, người ta nói là con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Hãy mở con mắt ra là thấy hai cái cửa sổ. Con mắt mày mở ra hả, thấy hai cái cửa mã. À, mắt con mà mở cửa mã, vậy là mắt cha là mở cửa nghĩa địa hả cha? Cha nghĩ sao con với cha giống với nhau, giống như hai giọt nước vậy? Hai giọt nước hả? Mày dòm kỹ lại coi, tại sao tao nuôi mày từ hồi nhỏ tới bây giờ, mày nói chuyện với tao không bao giờ mày nhìn thẳng vào mặt tao là sao? Cha, cái đó là cha ăn gian nói dối đó nghe. Cha nghĩ sao mà con dám nhìn thẳng mặt cha con nhìn nè. Con nhìn cha nè. Mày nhìn ai vậy? Con nhìn cha chứ nhìn ai. Sao tao đâu có thấy? Nghĩ sao mà cha không thấy? Trời ơi cha ơi cha, con lé mày cha. Tao quên. Vậy với cha ngon không? Cha ngon không? Bây giờ cha thề đi, cha nhìn thẳng vào mặt con đi. Nè, nhìn thẳng vào mặt con đi. Nhìn đi, nhìn đi. Nãy giờ tao nhìn thẳng vào mặt mày mà. Cha hèn lắm, cha nhìn thẳng vào mặt con đi. Tao đang nhìn đấy mà. Nhìn sao con không thấy? Trời ơi, Màu ơi, tao lé mà. Vậy lé cha đẻ ra lé con mà. Mẹ biết rồi mày còn hỏi tao hoài vậy. Trời ơi, con mắt tao không nói. Cái mũi mày kìa, không thích chiều cao, thích chiều rộng à. Miệng tao miệng môi trái tim, miệng mày môi trái cóc. Còn thêm cái bụng rùi nữa. Cái bụng rùi mày làm tan nát cuộc đời tao. Sao mày không ngắt nó đi? Rồi thì sao cha giỏi, cha không ngắt cái bụng rùi của cha đi. Cha biểu con ngắt. Tao ngắt được, tao ngắt lâu rồi. Cái một rùi tao là một rùi gốc, còn cái một rùi mày là một rùi chi nhánh. Mày có quyền tranh chấp với tao. Dạ. Mày ngắt tao không có ngắt. Dạ. Cái gì? Nè, mà tao không có nói nữa. Tao hỏi mày, tại sao mày gìn giữ hồi nhỏ cho tới 40 tuổi, mày khóa cửa, bây giờ mày để cho thằng nào nó đục khoét là sao?
Cha, con nói cha nghe. Trời sao cha tôi cũng ngu dữ vậy trời. Con ngu gì mà con đóng cửa, con cứ mở cửa cho gió nó thoải mái nó luồn vào. Luồn vào. Cho nên bây giờ bữa nay mày mới chữa hoang đó, hiểu không? Cha nữa. Cha, cha, trời ơi, thiệt sao cha giàu mà cha ngu. Cái gì, mày nói cái gì? Trời, cha ngu, dễ sợ luôn. Con cha biết nè, sao mà gọi là chữa quan. Chữa quan á, là khi hai người ta yêu nhau xong rồi người ta có bầu, thấy không? Cái thằng kia nó quất ngựa truy phong mới gọi là chữa quan. Còn có không có, con tự nguyện dâng hiến mà. Anh nô anh làm cái gì mặc kệ ảnh. Hãy con thấy anh nô anh kêu no, no, no. Là còn có bầu đó. Cái này không phải là chữa quan mà là chữa hân quan. Con thích có bầu. Tao đánh này mày chết thì mày. Tao nói mày biết. Bây giờ mày chỉ đại thằng nào đi. Giàu có, tiền bạc của cải, có một cái ngày voi hai cái chân trâu, tao gả thứ cho mày đi. Dạ yeah. Cuộc đời của con cũng vì một cái ngày voi với hai cái trân châu của cha mà con già con điên khùng như vậy. Bây giờ cha nói sao con không lấy ai ngoài anh nô. Tao đuổi nó đi rồi. Thằng nô nó không mê sắc đẹp của mày đâu, mà nó chỉ mê của quý của bá bần thôi. Nô không ham của quý bá bần, nô chỉ ham của lạ thị màu dân cho. Màu cho thì mặc màu cho. Bần đây chỉ thích một nùi ngà voi. Cha, một cái ngà voi với hai cái trân châu là con chết. Bây giờ nụt nùi ngà voi làm sao con sống nổi đi cha. Mày đừng có la khóc chi mất công. Tao đã thông báo bữa nay là tuyển nô mới rồi. Cái gì? Con thương cha quá, con thích cha quá. Cha tuyển nô nữa, tuyển văn nô nữa hả cha? Ngu ra tuyển văn nô đó mày sinh bụng nữa hả? Tao tuyển thị nô. Mình nghĩ nhan sắc mình không đủ cho nên mình phải rù quến đàn ông thôi. Gái lộn rồi. Ở đây là vô đây không phải là thi tuyển người đẹp đâu gái ha, mà ở đây là bữa nay là thi tuyển thị nô, tức là người ở đợ á. Bà nội cha cái thằng quỷ kia vậy mà nó nói tiễn mà tưởng thi hoa hậu. Ủa chứ tôi đi chờ nghĩ sao tướng vậy đi ở đợ trời. Ủa vậy chứ sao không đọc cáo phó rồi biết người ta là đi tuyển mà thị nô không biết chữ hả? Trời ơi chị ơi, em mà biết chữ em con chị đó, chữ nó gặp em nó chạy hết trơn hà. Rồi sao, rồi sao? Thử ra em có tưởng đâu là bữa nay thi qua hậu em mới đi thi chứ. Trời, bà ngu lắm, bà không biết chữ rồi vô đây cái ba giám khảo biểu nè, thấy vô giấy mặt bà đọc coi cái con kia lại gì. Rồi sao? Đâu có sao đâu. Chị không coi mấy cái chương trình thi hả? Cũng có nhiều chương trình thi người đẹp vậy. Nhiều con nó cũng đâu có biết chữ gì đâu. Ăn nó lên rồi, ban giám khảo hỏi nó một câu, nó cứ dạ kính thưa, dạ kính thưa, dạ kính thưa. Xong nó cười hồi nó cũng đạo. Em bằng thì nói... giờ tôi vô tôi làm hơn nó. Dạ kính thưa ban giám khảo, dạ kính thưa ban giám khảo, dạ kính thưa ban giám khảo.
chắc chắn sẽ đậu. Em ăn nói dễ thương quá, mà ăn mặc đẹp quá, mà có đeo nữ trang được, bông tai đẹp quá, chắc em giàu lắm ha. Dạ, dạ thưa anh, nhà em cũng không giàu gì. Em nói thật với anh, em cũng ở nhà quê mà, em cũng thuộc cành vàng lá ngọc, nhưng đối trong làng trong xóm em cũng là hạng kim cương thôi. À, sao có bây giờ sao? Nhưng mà bữa nay chỉ là chuyện thị nô, là ở đợi thôi chứ đâu có tiễn. Tiễn ở đợi hả? Tiễn ở đợi thôi em đi về. Ê khoan, trời ơi dừng lại, bạch ti phu nhân. Hả? Gì vậy? Hay ở lại đây đêm nay để cho anh bớt buồn bớt khổ, hay lại ở lại đây đêm nay cho anh đỡ thấy hiu quạnh trong lòng. Nói ông nghe nè, ông giữ hơi đi, đặng trút hơi thở sau cùng. Ông nghĩ sao hả? Đáng lý tôi ở lại mà nghe ông hát dở quá tôi đi. Ê mẹ cậu, em về kìa. Về kìa cha. Cái gì vậy? Đi nè, để qua nói cho em nghe. Anh chết vợ đã lâu rồi, tiền bạc của cải anh nhiều lắm. Đặc biệt anh có một cái ngày vô với hai cái chân châu, nghe không? Anh sẽ tặng cho em. Hả? Bây giờ đem hai cái chân châu với cái ngày vô ai đem tặng cho em? Xin lỗi anh, nói không phải hù anh chứ. Chân châu hai cái, ngày vô ai em cũng có. Không chừng thứ của em còn hiếm thấy hơn của anh. Sao em nó ra hù tôi? Thôi mà ưng anh đi, trời ơi anh thật lòng yêu em mà ngay từ phút đầu tiên rồi. Ngay từ giây phút đầu tiên mà không nói được lời nào sao? Thì anh nói rồi đó. Anh xin điều gì nói em? Thì anh chỉ xin cưới em làm vợ thôi. Anh cầu hôn em à? Anh cầu hôn với em. Xin em một lời cầu hôn à? Ừ. Đêm qua bên làng bên em mời thầy về làm lễ cầu hôn nha. Nghĩ sao vậy ông? Nghĩ sao vậy tôi đi lấy ông? Bây giờ được rồi, giờ ông muốn lấy tôi hả? Bây giờ đó ngoài cái hai cái trân châu với một cái ngà voi, ông phải lấy có đủ cho tôi 100 mẫu đất ruộng. Hả? 100 mẫu đất vườn. Trời ơi. Với lại 100 lượng vàng ròng 4 số 9. Ê không, 9 số 4. Trời ơi Màu ơi. Ở 4 số 9 chứ. Cha chịu đi cha. Có à. Người á là coi như lo lắng cho con rồi, đỡ đần khăn gói cho cha nữa. Chịu đi cha. Anh chịu đó. Chịu không? Chịu ký vô giấy đi. Ủa đâu có sẵn vậy? Em chuẩn bị mà. Trời, cái này mình đi thi mình phải chuẩn bị. Biết rồi, thêm xuôi mày rủi mình cho làm liền. Con viết không con? Đâu cần vậy viết. Vậy con vô lấy viết. Lăn tay thôi. Lấy gì lăn? Ây da, em làm gì? Lấy máu lăn. Sao không, sao lại cắn ngón này? Cắn ngón này, bôi qua ngón này. Tôi lấy ngón giấu ngón cái ông ơi. Cho cắn ở chỗ này nó bị lỡ ra, đâu phải giấu ông. Có rồi. Bây giờ anh đã lăn tay rồi, của cải của anh đều dành hết cho em. Cảm bây giờ anh, anh với em đi động đi. Động quan hả? Nghĩ sao giờ này mới ký xong mà chưa cưới là động? Động phòng chứ động quan gì? Hỏi em thích đâu? Thôi được mà. Không thích mà vô em đây. Nói em không có thích. Thích thì vô đây thì anh. Anh ơi em. Đấy, vô đây. Trời ơi, tôi biết ngay mà, tôi biết ngay mà. Trời, cha tôi coi vậy chứ ổng mê gái, mà còn tham tiền đó, mà ổng ngu dữ lắm. Tôi nói thiệt mà, ổng mà thấy gái một cái là ổng sáp vô liền, ổng còn không biết gì trơn trời á. Nhưng mà tôi vui quá, cha tôi cũng đâu có biết gì đâu. Mà mỗi lần với cái chuyện này thế nào, chắc chắn là ổng cũng la lên. Nhiều chuyện hay lắm, để chờ coi nha. Chuẩn bị chưa? Tôi la tới tiếng thứ ba là cha tôi ổng la làng lên liền nè. 1 2 3. Thấy chưa, tôi nói mà. Cha sao rồi cha? Sao cha? Màu ơi. Sao rồi cha? Thật là không thể tưởng tượng. Từ đó giờ cha mới gặp được một cái chuyện mà cha không nói lên lời. Trời ơi, cha tôi không đi hết nổi rồi. Trời ơi, không lẽ là tôi sai sao trời? Cái chuyện này tôi sắp xếp mà sao kỳ cục vậy? Tao đếm lại nè. 1 2 3.
anh lỡ nghe lời em, anh đã sai lầm. Chưa có thấy ông nào mà hăng như cha em. À mẹ, cái thằng ổng như con voi, ổng đây à, tao một cái muốn chết luôn à. Muốn gì yêu em nên anh vật vả. Thôi ơi anh ơi, tôi dễ sợ lắm hả anh ơi. Kinh khủng khiếp. Anh ơi, bộ cha em hơn em hả anh ơi. Thầy ghê lắm. Tôi không hiểu ngày sao má em lấy ổng à. Thấy là tao nổi da gà rồi. Cha, 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 anh ơi, anh ơi, anh ơi. Tại sao? Tại sao hai đứa mày? Mày muốn lập kế đi gạt tao? Ông lừa đảo của ông, tao. Ông bá còn nói ông bá nghe là tại vì con yêu cô Màu. Cha. Con yêu cái nét đẹp quyến rũ như cha của cô Màu. Cha mày yêu cái gì? Tại sao mày lại lập mưu với nó? À Màu. Dạ là tại vì con muốn sống với anh đâu, con không muốn sống với cha. Cha ghê quá à. Ghê cái gì? Tao ghê mày không ghê cha. À. Thôi bây giờ cha ơi cha, bây giờ tụi con cũng không cần gì nữa đâu. Tụi con có 100 mẹ mẹ bây giờ ông mấy bữa ông nói với con là chừng nào con có 100 mẫu đất ruộng, 100 mẫu đất vườn với 100 lạng vàng ròng thì ông sẽ cho con cưới cô Màu. Dạ, bây giờ con có rồi. Bây giờ tụi con đi đây. Có rồi. Tụi con nói đâu? Tụi con đi đây. Tụi con đi đây. Cái tờ giấy ông ký đó. Đứng lại. Nãy tao ký hả? Dạ. Ký rồi. Thôi đi đi. Được rồi, tao chịu gả con Màu cho mày, mà mày phải xé cái tờ giấy nợ nãy đi. Ông cha gả con cho anh đâu thì con có gả là không? Mày xé đi tao mới gả. Bây giờ ông gả rồi con mới xé. Mày xé đi con gả. Ông gả con mới xé. Trời ơi, làm liền đi tới sáng bây giờ. Thôi được rồi, tao chịu gả đó. Cho ký nữa. Ký vô đây đi. Cho ký nữa. Ký vô. Gả con, giấy gả con. Viết chữ không? Giấy gả con. Get married for daughter. Mày chuẩn bị sẵn luôn ha? Yes sir. Lăn tay, lăn tay. Không, cái đó lăn rồi. Ây da. Nguyên bàn, lấy cái bàn. Nguyên bàn, nguyên bàn. Rồi, rồi xếp, xong. Anh ơi, cầm xếp em ơi. Để anh chạy vô. Hồi nãy ông lừa anh cho nên anh phải giấu cho mày mới được. Đem ra xé cho ông coi. Cha, như vậy là thôi xong rồi. Rồi, bye bye cha. Tụi con không cần gì nữa, tụi con đi đây. Rồi xé xé anh đâu. Rồi xé. Rồi xé. Rồi đi anh đâu. Đứng lại. Cha. Tụi bay đi đâu hả? Tụi bay đi như vậy đó là tao sẽ mang tiếng. Con gái có chữ quan là bỏ nhà đi. Chứ bây giờ làm sao ở lại đây. Làm gì? Để ngày mai tao ra làng tao công bố làm đám cưới cho tụi bay. Để tao còn có cháu ngoại. Trời ơi mày con trai nữa. Cảm ơn